Xin chào các bé, chào mừng các bé đến với phần luyện tập toán lớp 5 trên trang Trạng Nguyên. Chúng ta cùng bước vào vòng 8, bài 1, chuột vàng tài 3. Chia cho 2, nào đây có 3 giỏ này, chia cho 2, chia cho 3 và chia cho 5 thì ta phải chọn những ô có đáp án thích hợp nhé. Đầu tiên ta tìm chia cho 2 trước bởi vì chia cho 2 tận cùng là những số chẵn nào. Đây số 394 có tận cùng là số chẵn. Tiếp tục số 112 có tận cùng là số chẵn. Số 406 có tận cùng là số chẵn nên tiếp tục chia cho 2. Và số 1928 tận cùng là số chẵn nên chia cho 2. Tiếp theo chia cho 5 là tận cùng là 0 hoặc 5. Ta đi tìm tận cùng là 0 hoặc 5 nào. 335 tận cùng là 5 nên chia cho 5 này. 12.355 tận cùng là 5 nên chia cho 5. Tiếp tục 55 tận cùng là 5 nên là chia cho 5. Vậy là bây giờ chỉ còn chia cho 3. Chia cho 3 là tổng các chữ số chia cho 3 nhé. Nào, số này 111 nào. 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 1 bằng 3. Vậy nên là 3 chia cho 3 nên số này sẽ chia cho 3. 123. 1 cộng 2 bằng 3. 3 cộng 3 bằng 6. Vậy nên là 6 chia cho 3 nên số này sẽ chia cho 3. 903 nào. 9 cộng 3 bằng 12, 12 chia cho 3 nên số này sẽ chia cho 3. Vậy là chúng ta đã qua bài 1, chúng ta bước vào bài 2. Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống nào. 906 mét vuông thì bằng bao nhiêu hecta? Sẽ bằng là 0,906 hecta. Mẹ đi làm về sớm hơn bố 30 phút. Bố đi làm về lúc 17 giờ kém 15 phút. Vậy mẹ đi làm về lúc mấy giờ? Mẹ thì làm về sớm hơn bố 30 phút. Nên là lúc này sẽ là 17 giờ kém 15 phút này. Hay nói cách khác là 16 giờ 45 phút trừ đi 30 phút bằng 16 giờ 15 phút. Tỷ số phần trăm của 0,1 và 0,32 là bao nhiêu? Muốn tìm tỷ số phần trăm ta chia 0,1 chia cho 0,32 sẽ bằng 0,3125 rồi nhân với 100% sẽ ra 31,25%. Tăng cạnh một hình vuông lên 20% thì được hình mới có chu vi là 72 cm. Chu vi hình vuông ban đầu là bao nhiêu? Ta thấy ở đây là tăng hình vuông lên 20% thì chu vi cũng tăng lên 20%, thì có nghĩa là chu vi lúc này là bằng 100% cộng 20% bằng 120%. Vậy thì chu vi hình vuông ban đầu sẽ là ta phải lấy 72 chia cho 120% để ra 60 cm. 72 chia cho 120%. Tỷ số phần trăm của 1,6 và 80 là bao nhiêu? Ta lấy 1,6 chia 80 bằng 0,02 rồi nhân với 100% thì ra là 2%. Một cửa hàng bán tủ với giá là 6 triệu đồng thì lãi 20% so với tiền vốn. Tính tiền vốn của tủ nào? Thì lãi 20% so với tiền vốn thì có nghĩa là sẽ ra là 20 là ra 120% đúng không? Rồi ta lấy nào 6 triệu chia cho 120% để ra 5 triệu đồng. Lớp 5A có 45 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm 40% trong số tổng học sinh cả lớp này. Hỏi số bạn nữ là bao nhiêu? Ta đi tìm số học sinh nam chiếm 40% thì số học sinh nữ sẽ chiếm 60%. Thì ta sẽ lấy 60 nhân với 4,5 sẽ ra là 60% nhân với 45 sẽ ra là 27 học sinh. Tiếp tục chọn đáp án thích hợp nào. Ta sẽ phải tính trong ngoặc trước, ta lấy 139,4 trừ đi 40,43 rồi đem chia cho 3 thì sẽ ra là 32,99. Nếu giảm độ dài cạnh hình vuông đi 20% thì diện tích sẽ giảm là bao nhiêu phần trăm? Diện tích thì bằng cạnh nhân cạnh. Vậy thì một cạnh giảm 20% thì diện tích sẽ giảm bao nhiêu đây? Lúc này thì cạnh hình vuông thì sẽ còn chỉ còn là 100 trừ đi 20 bằng 80%. 80% nhân với 80% bằng bao nhiêu? Bằng 64%. Thì diện tích lúc này sẽ giảm bao nhiêu? Ta lấy 100 trừ đi 64 sẽ ra là 36%. Vậy diện tích sẽ giảm 36%. Để tìm 70% của 80 ta làm như sau.
Tìm 70% của 80 ta làm thế nào nhỉ? Ta sẽ phải lấy 80 nhân với 70 rồi chia cho 100. Chắc là án D rồi, đáp án D thấy ba đáp án này đều sai, đáp án B chắc là thiếu đáp án thì chắc là đáp án D rồi. Ta sẽ lấy 80 nhân với 70 và chia cho 100 nhá. Đấy là đáp án. Tại sao câu này lại sai nhỉ? 1 hecta thì bằng 10.000 m². À, sẽ bằng 0,00906 nhá. Đúng rồi, 1 hecta thì bằng 10.000 m². Vậy nên ta phải dịch chuyển 4 số phẩy sang bên trái là 4 chữ số, thì cô thiếu một chữ số ở đây nhá. Sẽ là 0,0906 đáp án A nhá. Vậy là chúng ta đã qua vòng thi số 8 trên trang Trạng Nguyên. Các con nhớ là hãy thường xuyên lên trang trạngnguyên.edu.vn để theo dõi các bài giảng khác trên này nhé. Tạm biệt các con.